chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Tin tức 24 giờ TV. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những giây phút trải nghiệm thật là tuyệt vời. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh ngay phía bên dưới góc phải màn hình để nhận được những tin tức nóng hổi mỗi ngày nhé. Như quý vị cũng đã biết, cuộc sống xung quanh chúng ta có rất là nhiều điều bất ngờ và thú vị mà chúng ta khó có thể khám phá hết và không nghĩ rằng nó có thể xảy ra. Và ngay bây giờ hãy cùng đến với chuyên mục Chuyện lạ quanh ta để cùng khám phá những điều bất ngờ xung quanh cuộc sống nhé. Món quà cưới hàng chục bao tải siêu to khổng lồ vác vào lễ đường khiến quan khách cười bò. Vài chục bao gạo có chữ song hỷ lần lượt được vác vào lễ đường khiến cô dâu chú rể cũng như tất cả quan khách có mặt trong lễ cưới cười đau ruột. Quý vị và các bạn thân mến, thời gian qua, trào lưu hội bạn thân tặng quà cưới theo phong cách độc lạ đang gây chú ý trên mạng xã hội. Những món quà kinh điển của hội bạn thân khiến cô dâu chú rể khóc dở cười dở như hộp tiền lẻ đếm trong vài ngày mới xong, ghế tình yêu, nguyên một bộ nồi hạnh phúc, lại thêm cả cối với chày. Và mới đây, trên mạng xã hội lại xuất hiện món quà cưới được miêu tả là siêu to khổng lồ của hội bạn thân, khiến cô dâu chú rể và toàn bộ quan khách có mặt trong hội trường cười đau ruột. Theo đó, trên diễn đàn Không Sợ Chó, một thành viên có tên HN chia sẻ video và hình ảnh về một đám cưới được cho là diễn ra ở Hà Nội. Cô dâu chú rể được tặng tới hàng chục bao thóc có dán chữ song hỷ. Lúc đám cưới đang diễn ra thì bất ngờ xuất hiện các anh thanh niên trai tráng vác trên vai những bao gạo vào hôn trường. Đây là món quà cưới của hội bạn thân tặng cho cô dâu chú rể, được kéo đến trên xe rùa. Đi kèm với hình ảnh là dòng tiêu đề: quà cưới siêu to khổng lồ nhất Hà Nội từ trước tới nay, thóc về đến nhà rồi, chúc đôi bạn trẻ trăm năm hạnh phúc. Những hình ảnh kèm đôi dòng hài hước được đăng tải ít lâu đã thu hút hơn 5,4 nghìn lượt like và rất nhiều bình luận vui vẻ hài hước. Bạn Tây Trang dí dỏm: Thiệp Hồng trao tay, nhận ngay mấy tạ thóc là có thật này anh em ơi. Cô dâu và chú rể chắc hẳn sẽ không bao giờ quên được món quà cực kỳ đặc biệt này. Hay một tài khoản khác: cô dâu được tặng gạo, khéo mai kia lại đẻ như gà. Quá thiết thực, cưới nhau về cả năm, chẳng phải mua thóc tốn kém nữa. MC nói chuẩn quá, có thực mới vực được đạo, cưới nhau về không lo sợ đói, là loạt bình luận cư dân mạng dành cho cặp đôi. Bên cạnh đó, cũng có những người cho rằng, ở một số vùng quê, vẫn có kiểu tặng quà bằng thóc, vừa thiết thực vừa ý nghĩa vì mang hàm ý chúc cô dâu chú rể luôn ấm no hạnh phúc. Chúng tôi sẽ tìm hiểu chi tiết và tiếp tục đưa tin về vụ việc. Cô dâu chú rể Hải Phòng khóc thét khi đếm tiền mừng cưới của hội bạn thân. Đám cưới là dịp kỷ niệm trọng đại mà cô dâu chú rể sẽ không bao giờ quên. Đây cũng là dịp mà các cặp đôi nhận được những lời chúc phúc, những món quà và không thể nhắc đến là phong bì tiền mừng cưới. Tuy nhiên, cô dâu chú rể sẽ phải khóc thét khi nhận được những phong bì tiền mà toàn là tiền lẻ mệnh giá 1.000-2.000 đồng của hội bạn thân lầy lội. Mới đây, mạng xã hội lại đang chia sẻ rầm rộ đoạn clip ghi lại cảnh đếm tiền lẻ, đồng thời là tiền mừng đám cưới của cô dâu chú rể tại Hải Phòng. Theo những gì clip ghi lại, chú rể là người cầm trên tay và đếm một sấp tiền với mệnh giá là 1.000 đồng, 2.000 đồng trước sự chứng kiến của rất nhiều anh em bạn bè. Mỗi lần đếm được 100.000 đồng thì tất cả mọi người đều reo hò lớn vì quá nhiều tiền trong lúc đếm. Vài lần chú rể đã nhầm lẫn nhưng rất may, bên cạnh đó còn có các anh em đếm hỗ trợ nên hạn chế nhiều sai sót. Đoạn clip sau khi đăng tải nhận được rất nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng. Đa số đều là ý kiến bình luận hài hước cho rằng hội bạn thân của cô dâu chú rể này vô cùng thú vị và nhiều chiêu trò. Nhiều người còn có ý định sẽ bắt chước kiểu mừng đám cưới độc lạ này cho bạn bè của mình. Chủ nhân của clip là anh Nguyễn Tiến Đạt ở Hải Phòng. Anh này cho biết đây là đám cưới một người bạn, anh Đạt cũng chính là chủ nhân của số tiền lẻ đó. Anh Đạt chia sẻ, tổng cộng số tiền lẻ mà chú rể đang đếm là 500.000 đồng, toàn mệnh giá 1.000 đồng và 2.000 đồng. Nhà mình kinh doanh tiệm Internet, tiền thu được từ dịch vụ mà khách sử dụng toàn là tiền lẻ. Vì thế mình mới nảy ra sáng kiến là đi mừng cưới bằng tiền lẻ, vì chú rể cũng là chỗ anh em bạn bè thân thiết, nên kiểu mừng cưới lầy lội như thế này. Bạn bè mừng toàn tiền lẻ khi đến đám cưới Vinh Châu. Là một trong những cặp nổi tiếng trên mạng, đám cưới Vinh Châu và ca sĩ Lương Minh Trang vào ngày 4 tháng 12 đã thu hút nhiều sự quan tâm chúc phúc từ mọi người. Khách mời không thể thiếu trong ngày vui của Vinh Châu là những diễn viên của nhóm hài Pháp TV, sở hữu hơn 3 triệu người hâm mộ trên YouTube. Pháp TV được yêu mến với tính cách hài hước và sự thân thiết của các thành viên.
Với tính cách lầy lội hết cỡ, những người bạn này đã mang đến bất ngờ cho cô dâu chú rể khi mừng cưới toàn là tiền lẻ. Trong bức hình được nam chính đăng tại trang cá nhân, người xem không khỏi bật cười với số tiền mừng có nhiều mệnh giá, từ 500 đồng cho đến 50.000 đồng. Sau khi thang đếm gì nổi, Vinh Trâu nhận được sự đồng cảm từ danh hài Tiến Luật vì cũng nhận được phong bì tương tự. Dân mạng đã nhanh chóng tìm ra một trong số những khách mời vô tính này chính là Thái Vũ. Anh chàng đã đăng tải hình ảnh tiền lẻ mừng cưới lên trang cá nhân của mình. Với hội bạn thân toàn nghệ sĩ hài, hôn lễ của Vinh Trâu Minh Trang tràn ngập tiếng cười và những khoảnh khắc hài hước. Nhiệt tình nhất là sự tham gia của diễn viên Thu Trang và Diệu Nhi. Để chúc mừng hai nhân vật chính, Diệu Nhi đã xung phong lên sân khấu trình diễn ca khúc Em Gái Mưa theo yêu cầu của quan khách. Sau nhiều lần trật nhịp thì cô đã đề nghị được hát bài Tủ là Duyên Phận. Lần này Diệu Nhi mời Thu Trang cùng song ca và cả hai đã có buổi trình diễn ấn tượng trong hôn lễ. Vinh Trâu tên thật là Hoàng Xuân Vinh, 23 tuổi, sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Với đam mê diễn xuất, Vinh Trâu đã kiên trì theo đuổi nghề, mang đến tiếng cười cho khán giả. Anh được biết đến nhiều nhất thông qua những vai diễn trong nhóm Pháp TV. Những dự án nổi tiếng của Vinh Trâu như series Cơm Nguội, Quán Cà Phê Bất Ổn, phim Học Đường Là Anh, Chàng Trai Của Em. Lương Minh Trang tên thật là Nguyễn Ngọc Minh Trang, 23 tuổi, sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Cô là ca sĩ nhạc ballad. Theo đuổi âm nhạc từ năm 2007, Lương Minh Trang được giới trẻ biết đến và yêu mến qua những bản hit như Tan, Love Song, My Dream, Đứng Sau Một Nụ Cười. Ngày 4 tháng 12, Vinh Trâu kết hôn cùng ca sĩ Lương Minh Trang sau 2 năm hẹn hò. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video này hay và ý nghĩa thì các bạn hãy share và like. Và đừng quên chia sẻ cảm nghĩ của mình về video này bằng cách comment phía bên dưới nhé. Quý vị hãy nhấn vào nút đăng ký ngay phía bên dưới màn hình để ủng hộ kênh và nhận được những tin tức hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tin tức tiếp theo.